Bài kiểm tra 100 điểm duy nhất cũng bắt đầu thôi nào. Thầy giáo đang công bố điểm thi và bài kiểm tra của các bạn. Nhưng điều khác thường chính là Nobita đã được 100 điểm, lại còn như thường lệ nữa chứ. Cậu ta còn buồn rầu vì muốn cao hơn 100 điểm nữa cơ. Nobita đã trở thành tâm điểm của mọi người. Shizuka cũng vô cùng ngưỡng mộ cậu. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ của Nobita khi cậu ta ngủ quên. Rồi cậu hốt hoảng cố làm bài tập cho xong. Doraemon liền than phiền. Các bạn đã hẹn nhau qua nhà Shizuka ăn bánh, vậy mà bây giờ cậu lỡ ngủ quên được cơ chứ. Doraemon lại bắt đầu hối thúc, nhưng ngược lại khiến Nobita lại càng giận dữ. Cậu ta không thèm làm bài tập nữa. Doraemon đã đền bù cho Nobita một cây bút chì thông minh, và khi cậu vừa đặt bút lên trên giấy, nó đã tự khắc làm bài tập mà cậu không cần phải suy nghĩ gì hết. Đây chính là cây bút chì thông minh, nó có thể làm được tất cả những bài tập dù có khó tới đâu. Nobita làm xong bài rồi cũng không chịu trả lại cây bút cho Doraemon. Cậu đã đến nhà của Chai An rủ đi ăn bánh, nhưng có vẻ thầy cho bài quá khó nên Chai An cũng vẫn chưa làm xong. Nobita thấy vậy liền giúp Chai An làm bài tập, khiến cậu ta há hốc mồm kinh ngạc. Tới nhà Sunio cũng vậy, cậu ta vẫn làm bài trong chớp mắt, khiến cho Chai An và Sunio bắt đầu thắc mắc từ bao giờ cậu ta đã trở nên giỏi như vậy nhỉ. Khi tới nhà của Shizuka, cô bé xin lỗi mọi người vì công việc của ba mình đang gặp chút vấn đề nên chúng mình không thể tụ tập ở đây gây ảnh hưởng đến ba mình. Nobita đi lại cầm cây bút lên và lướt liên tục. Ôi, bố cũng ngạc nhiên vì kết quả hoàn toàn chính xác. Lúc này mọi người đang vui vẻ ăn bánh ở trên phòng thì Shizuka, Sunio và Chai An đã đổ dồn ánh mắt vào Nobita. Vì sao hôm nay cậu lại giỏi như vậy? Chai An còn nghĩ cậu có uống lộn thuốc nào không, cho tớ uống với. Doraemon đang định nói ra sự thật thì đã bị Nobita bịt miệng lại. Cậu ta bắt đầu bốc phét và tâng bốc bản thân mình lên vì chính cậu đã chịu khó học hành ngày đêm nên mới được như vậy. Sau đó lại cười ha hả rất tự đắc. Nobita nói dối không hề chớp mắt khiến Chai An tức ứa cả gan. Khi ra về, Doraemon lại muốn đòi lại cây bút, Nobita vẫn không chịu trả. Nobita muốn dùng nó cho bài kiểm tra ngày mai. Lúc này Chai An đang nấp ở một nơi và đã biết hết được bí mật của Nobita. Thế là Chai An cũng muốn món bảo bối đó, và một khi đã muốn thì Chai An sẽ phải có cho bằng được. Sau đó cậu ta lại nở một nụ cười nhan hiểm. Ở nhà, ba của Nobita đang hứa với cậu, nếu được 100 điểm, ba sẽ cho cậu đi du lịch vòng quanh thế giới và thích gì cũng sẽ được mua, muốn gì cũng sẽ có. Mẹ lại lo lắng vì lời hứa của ba như vậy, nhưng ba biết chắc thì cậu sẽ không bao giờ được 100 điểm đâu chứ. Nobita thì chắc chắn rằng cậu đã có cây bút máy tính trong tay mà. Có vẻ Doraemon vẫn đang rất giận dữ Nobita nên lên trên phòng đã không thèm nói chuyện với Nobita nữa. Nobita nhìn vào đôi mắt của Doraemon và cậu cảm thấy mình đang bị chế giễu. Thôi kệ đi, ngày mai có bút làm bài là được. Vậy là ngày mai đã đến kỳ thi. Nobita cầm cây bút lên nhưng cậu có vẻ rất sợ hãi. Cậu nhớ lại gương mặt của Doraemon lúc tối, tay chân cậu run lên và mồ hôi tuôn ra tua tủa. Cuối cùng thì bài kiểm tra cũng đã kết thúc. Cậu ta đi về lết cái thân mệt mỏi lê từng bước. Về đến nhà, mẹ chào nhưng cậu cũng không nghe thấy mà bước từng bước lên phòng. Nobita đã trả lại cây bút cho Doraemon và nói tớ đã không hề dùng tới nó. Doraemon rất vui mừng, mặc dù Nobita rất buồn vì lần này chắc chắn cậu sẽ ăn trứng ngỗng. Doraemon nhận thấy cây bút này chính là hàng giả. Nobita cũng không hiểu vì sao, vì cậu ta luôn mang theo người mà. Đến lúc thầy giáo đã trải bài kiểm tra, không thể tin vào tai mình, Chai An chính là người duy nhất được 100 điểm. Lúc này Nobita đã hiểu ra ai là người lấy cắp cây bút của mình rồi, nhưng đồ đã vào tay của Chai An thì dễ gì mà đòi được. Khi đang khoe bài kiểm tra với ba thì ba của Chai An nhìn vào bài thi của con, ông đã rơi nước mắt. Chai An tưởng ba quá cảm động vì con mình đã giỏi bất ngờ, ai dè ông không tin cậu sẽ được 100 điểm như vậy, và ông đang biết con trai của mình đang gian lận, sau đó cho Chai An một trận tơi bời. Lúc này Chai An mới mang cây bút sang nhà để trả cho Nobita. Cậu ta đã sợ 100 điểm lắm rồi. Đây cũng là bài học cho các bạn, đừng bao giờ gian lận trong kỳ thi nha. Ngôi làng bí ẩn trên núi tuyết, cạnh nhà của Nobita đang có công trình thi công. Tiếng ồn inh ỏi làm hai đứa không hiểu nhau đang nói gì. Doraemon chạy lại đóng cửa sổ và cả hai phải cố gắng nói thật to. Thì ra nãy giờ toàn là ông nói gà bà nghe vịt. Nobita bàn với Doraemon về ngày kỷ niệm cưới của bố mẹ chính là ngày hôm nay, và Doraemon mong muốn sẽ dành cho họ một món quà bất ngờ. Cả hai liền hí hửng chạy xuống nhà để tìm bố, nhưng thấy bố đang trốn ở trong tủ đồ rồi. Bố than phiền khi ngày nghỉ mà còn phải bị tra tấn thế này thì sao mà chịu nổi nữa. Mở cửa ra, mẹ cũng muốn lùng bùng cái lỗ tai luôn. Nobita bỗng dưng nghĩ ra một ý, cậu nói với Doraemon rằng hay là mình kiếm một nơi nào đó yên tĩnh để đi nghỉ đi, nơi đó có thể vừa thư giãn vừa ngắm cảnh đẹp kìa. Đang lúc Doraemon do dự và nghĩ cách thì bất ngờ hộp bàn bật mở khiến Nobita ngã dúi đầu xuống đất. Là Doremi, vì lo lắng cho anh hai nên cô đã về thăm. Tình cờ nghe được ý kiến của Nobita, Doremi cũng đã rất ủng hộ nhiệt tình, còn ra mặt ý kiến anh Doraemon phải giúp Nobita nữa cơ. Doraemon giãi nảy khi em gái mình cứ cằn nhằn mãi như vậy,
cậu ta giả vờ không nghe thấy gì hết, không hiểu gì hết, mặc cho hai người họ và bỏ đi ra ngoài luôn. Thôi anh hai không chịu thì em sẽ đành ra tay vậy. Doremi liền lấy ra bảo bối, bấm chọn tìm nơi có phong cảnh yên tĩnh và thư giãn nhất, và rất nhanh cây mai đã dò tìm được một vị trí, trong đó có một ngôi làng ở trên núi Takai. Ở đây thuộc vùng núi cao nên khắp nơi đã được phủ bởi tuyết trắng. Nobita sung sướng nhảy lên thì không may chân thụt xuống tuyết rồi còn úp cả mặt xuống nữa. Doremi lúc này cũng đã lấy kem thích nghi với địa hình và nhắc nhở Nobita hãy thoa nó vào đế giày của mình. Quả nhiên lọ kem rất hiệu quả và Nobita cũng không cần phải lo lắng thêm gì nữa. Cả ba rất nhanh chóng đã tìm được ngôi làng. Ở đây họ không thấy một bóng người nào, khung cảnh cũng yên tĩnh hơi đáng sợ. Bước vào một ngôi nhà, Nobita gọi dò mãi nhưng không thấy ai trả lời. Nhìn quanh thì rất u ám, Nobita liền hỏi không biết ở đây có ma nữa không ta ơi. Bỗng cả hai cùng hét toáng lên rồi chạy ra ngoài. Họ ôm chầm lấy nhau trong sợ hãi vì nghĩ vừa nhìn thấy thứ gì đó, nhưng thật ra là Doremi, vì cô bé bị mắc tơ nhện khắp người thôi chứ làm gì có ma ở đây nhỉ. Doremi liền nói sẽ sớm tiến hành dọn sạch chỗ này và mọi người cùng nhau về nhà lấy đồ chuẩn bị cho ngày nghỉ. Mỗi người chia nhau ra một việc, rất nhanh họ đã hoàn thành xong và chào mừng bố mẹ đón nhận món quà đặc biệt này. Tối ngày hôm đó, cả nhà Nobita quây quần bếp bếp lửa. Với sự hiểu biết của mình, bố đã kể cho cả nhà nghe về sự tích ngôi làng Takai này đã bị bỏ hoang như thế nào. Cũng vì bởi thiếu thốn và mắc kẹt trong tuyết quá lâu nên dân làng bắt buộc phải rời đi. Sáng ngày hôm sau, trên gác mái của ngôi nhà, bố mẹ đã cùng nhau ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt diệu. Họ cảm thấy từ đây nhìn như mình đang được hồi sinh trở lại. Trong phút giây ngẫu hứng này, bố mẹ đã cất tiếng hát cùng nhau. Thấy bố mẹ cứ vui vẻ như vậy, ba người cũng đã rất vui. Họ vào bếp chuẩn bị những bữa ăn nhẹ bằng mì ramen. Và đây cũng là lần đầu tiên Nobita được trải nghiệm nấu bếp củi như thế nào. Trong lúc đợi nước sôi, Nobita rủ hai người bạn ra ngoài chơi và cũng không quên rủ bố mẹ cùng tham gia ném bóng tuyết ở ngoài trời nữa. Cùng lúc này đây, TV đang phát tới phóng sự rằng họ đang tìm kiếm một người đàn ông đã bị mất tích 7 ngày trên núi Takai. Và thật không ngờ, người đàn ông đó lại đang tìm tới được ngôi nhà Nobita đang ở và cầu xin sự cứu giúp. Nhưng không ai nghe thấy ông ta cả vì quá đói nên vừa nhìn thấy gói mì sống, ông ấy đã ăn ngấu nghiến cho tới hết. Cả nhà Nobita đang đùa giỡn ngoài sân, cùng nhau chơi trò ném bóng tuyết rất vui, thì người đàn ông kia phát hiện ra họ nên muốn xin sự trợ giúp. Nhưng xui thay cho ông ta, bị tuyết trên cây phủ xuống, che lấp hết cả người. Cả nhà Nobita lúc này cũng đã nghe thấy tiếng động và chạy tới, nhưng chỉ là một đống tuyết trên cây cao rơi xuống mà thôi. Nobita nhanh trí rủ cả nhà hãy dùng nó để đắp người tuyết nhỉ, và họ đã cùng nhau bắt tay vào làm. Hì hục rất lâu thì cuối cùng một người tuyết cực to cũng đã được hoàn thành xong. Nobita mong muốn mọi người cũng được nhìn thấy nó nên muốn Doremi hãy lấy dàn xe cẩu của mình và chở nó về sân vườn của nhà mình luôn. Sau khi nhóm Nobita vừa rời đi, người tuyết bỗng dưng động đậy và người đàn ông kia cũng đã thoát khỏi nó, sau đó bò ra ngoài đường cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng số ông ta quá là nhỏ, gặp ngay Chai An và Sono đi ngang qua. Nhưng hai đứa nó nghĩ ông này chắc giả vờ hoặc bị sặc giữa trưa nên đã buông lời chọc ghẹo, rồi sau đó lại cứ thế bỏ đi, mặc kệ cho ông chú gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm tại chỗ luôn. Còn về gia đình nhà Nobita, sau khi phát hiện ra đống mì đã bị con gì ăn mất thì mẹ cũng tự tay trổ tài những món ngon khác cho cả nhà. Tối ngày hôm đó, cả nhà Nobita quây quần bên bếp lửa, họ cùng nhau ăn uống và trò chuyện với khung cảnh thật ấm cúng và tuyệt vời. Kết thúc ngày nghỉ, cả nhà lại cùng nhau trở về chuẩn bị cho những ngày mới. Công trình thi công cũng đã dừng lại. Chợt nhóm Nobita phát hiện ra người tuyết đã bị phá hỏng mất rồi. Mặc dù vậy, họ cũng cảm thấy rất vui. Nobita cũng cảm ơn Doremi vì cô bé đã giúp cho cậu thực hiện ngày đặc biệt này cho bố mẹ. Doremon cũng tranh thủ cà khịa em gái mình vì tính của nó nói quá nhiều, liền bị Doremi rượt đuổi chạy khắp phòng. Cũng lúc này, TV phát đến bản tin một người đàn ông bị nạn tại núi Takai 7 ngày chưa tìm thấy, nhưng hôm nay lại nằm bất động giữa đường phố Tokyo. Điều đó thật là phi lý, bố mẹ cũng thật là khó hiểu, nhưng không ai nhận ra chính họ đã là người đem ông ấy về thành phố này.